đầu tiên đến giao lưu yêu cầu bộ lâm hà trung tiên tiên ca tám con năm xuân mười ba con cổ một hai ba trong một đoạn cải lương của sử giả điêu huyền tiếng hò sông hồng Cô này ơi, cô
xã hội khắc nghiệt dẫy đầy ấm bức hạnh phúc không có mỗi người bị ước đoạt cách làm nhà những vô tự do bình đẳng đồng bào là trò giả cần lao gia đình tổ bất nói mà anh chân có hội bị tù đài khổ ai còn tôi hiền hòa buông chết những lệnh cuộc đời tôi cổ tôi từ mấy năm nay coi gì đâu vì sách vở nhà trường đã đẩy tôi xa rồi thật tế sống lạc lòng hẹn trong ảo tưởng mong mong lung chừng chừng thức tỉnh tôi mới thấy thẹn thùng có thân phận túi con giáo cảm ơn anh thường cùng các bạn đã dẫn dắt tôi giảng dài mưa lăn giúp giúp đỡ tôi rèn lập tôi mới nhận thức rõ là lẽ sống của con người phải nhận đấu tranh lăn lăn giữa trường đời.